Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Ngày hôm nay mình sẽ chụp thử cái camera của con Meizu M8 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cái camera trước luôn. Rồi, đây là một vài cái bức ảnh mà mình có chụp được bằng chiếc điện thoại Meizu M8 nha các bạn. Rất là đẹp luôn, cực kỳ nét luôn. Con này nó bị một cái điểm là khi mà ở cái giao diện chụp hình á thì nhìn nó không có đẹp, nhưng mà lúc mà chụp xong á thì nhìn rất là đẹp, mình không hiểu lý do tại sao luôn. Rất là nét luôn các bạn ơi. Nét lắm. Các bạn xem nè. Nó nét. Đây. Camera trước thì thôi rồi luôn. Camera trước của con này tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.